Hello anh em, chuyên mục tiếp tục là tư vấn độ xe sang. Đây là chiếc xe BMW 328i đời 2014 anh em ạ. Thì hôm nay quay đến trên chiếc xe này là hệ thống cam 360 và chiếc màn hình Android dành cho chiếc xe BMW. Thì tất cả những cái dòng BMW từ đời, kể cả BMW X5 mà đời 2007 thì đều có màn hình sẵn tại Trung Auto luôn. Tuy nhiên là một số những cái BMW mà bản đời cao hơn này thì giá nó hơi đắt chút luôn. Còn nếu mà những chiếc xe BMW đời cũ ấy thì nó có cái mặt dưỡng để lắp 9 inch và 10 inch rất là đẹp và rẻ. Đấy, thì trên chiếc xe này thì cái màn hình nó hơn 10 triệu. Hệ thống cam 360 cũng hơn 10 triệu, vị trí là khoảng tầm hơn 20. Bây giờ là 8 giờ đêm rồi, mình quay lại. Đây, quay lại nhé. Đầu tiên camera. Đấy, chiếc xe này hơi bẩn chút anh em ạ. Đấy, lắp vào đây không? Zin luôn. Cái này gọi là anh em vì là trên BMW không có chỗ lắp nên chúng ta chỉ có khoan vào cảm biến thôi. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này là của một chị gái. Chị vừa mới lấy xe này, chưa biết lái nên là trang bị cho vợ yêu một quả cam 360 để lái cho an toàn. Đặc biệt là trên những cái chiếc xe BMW này thì nó chưa có cái hệ thống là màn liền cam 360, do vậy thì chỉ có lắp rời thôi. Đó, vị trí tiếp theo camera ở vị trí gương. Đấy, rất là đẹp luôn và xịn sò. Ok, và bốn cái mắt camera cũng chỉ như vậy thôi, thì mình sẽ quay lại ở trên xe luôn cho mọi người xem. Đây, nó sẽ đẹp như thế nào. Đây là Mr. Cường. Đây em ơi. Ok, là... đây, bạn Cường bạn xin nhan cho mình xem phát. Đây em này, đây là quay ban đêm nhé. Buổi này hơi muộn này. Đây, quay ban đêm nên là... đấy, em thấy không? Rất là rõ nét luôn. Đây là cái vị trí ở bên phải của mình ấy. Đây, mình thò tay cho anh em xem này. Đâu, xin nhan bên trái đi Cường. Bên phải. Đấy, đây là tay của mình này, anh em thấy không? Rất là nét luôn. Đây này, các cái chỉ này nó vông một vòng này. Ui xời, lái như này thì chị em lại cực kỳ dễ rồi. Ok, chúng ta xin nhan trái nào. Đó, anh em thấy không? Một khoảng rộng luôn. Đấy. Chúng ta nhìn thấy cái lốp này. Đó, đây là mình zoom lại thôi, chứ bản thân thì nó chỉ nhỏ như này thôi. Đấy. Còn room lên sát này anh em nhìn nét không? Ok, bạn gài số lùi cho mình này. Đấy, lùi vào. Cái mã này là mã OLED Panorama AC200 anh em ạ. Ok, rồi thoát ạ. Thoát ạ. Ok, mình sẽ vào ngôi nhà này. Rồi, thoát. Trên cái chiếc xe này đây là chúng ta sẽ phải coi như là phải lắp những cái hệ thống cam 360 rời đấy anh em nhé. Đó, đây là hệ thống Android thì nó cũng giống như những cái chiếc đầu khác thôi, vẫn là vào mạng này, vẫn tất cả mọi thứ này, rồi thì tích hợp những cái con chuột zin ở trên này. Đó, đều sử dụng zin hết. Đây bạn từ em quay lên. Ok, bạn xoay nào. Đấy, anh em thấy không? Đó, chúng ta có thể xoay con chuột ở phần bên dưới rất là an toàn. Đấy, thông tin xe hơi này, BMW này. Thì ở đây là cái hệ thống zin nguyên bản. Đó, chúng ta có thể set up zin nguyên bản hết. Rất là đẹp. Ok. Đấy, và ở đây mình có thể cảm ứng được này, anh em này. Đó, như vào bên trong thì chúng ta có tất cả những ứng dụng như YouTube này, nghe nhạc này, sim 4G này, tất cả mọi thứ. Đây, sim đã cắm này này. Và tất nhiên là vẫn sử dụng được cái phần mềm OLED AI. Đó, nghe nhạc thế thôi. Để anh em chúng tôi làm nốt một chút nữa. Còn về cơ bản thì trên những chiếc xe này nó cũng là những chiếc xe đời cao, như vậy thì vẫn chưa có một cái hệ thống màn hình liền cam 360 như thế này. Màn hình lắp thêm cả cam 360 thì anh em có thể trang bị cho cái chiếc xe của mình thêm thông minh, cũng như là
có một cái hệ thống giải trí giúp cho chúng ta đi trên đường nghe nhạc này, hay là hệ thống cam 360 để cho mọi người lái xe được an toàn nhất. Đấy, thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Muốn quay lại một chút cho mọi người, nếu mà anh em có nhu cầu thì ủng hộ chúng tôi, cũng như là xem qua một số những cái thiết kế đấy bên ngoài. Quên quay thiết kế, đây là màn 10.25 inch anh em ạ. Đó, rất là đẹp. Và sau này là nó sát luôn này, rất là mỏng này. Đấy. Vậy thôi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.